Sau hơn một tháng, Bắc Giang ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Sau hơn một tháng không có ca mắc mới, ngày 18 tháng 8, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ca mắc COVID-19 tiếp theo trong cộng đồng. Tối ngày 18 tháng 8, trả lời VTC News, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, tỉnh đã phát hiện một ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trường hợp này là Thi S. T. L. sinh năm 1996, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, truy vết lập danh sách, ra quyết định cách ly và chỉ định lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, đến nay, toàn tỉnh có 5.780 trường hợp F0, trong đó đã có 5.772 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Hiện còn 7 bệnh nhân tại cơ sở điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Bên cạnh đó còn 1 1070 người đang thực hiện cách ly tập trung. Trong ngày, tỉnh tập trung lấy và xét nghiệm 10.291 mẫu COVID-19 trong các doanh nghiệp, tầm soát trong cộng đồng và khu cách ly. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đã tiêm được 370.195 liều vaccine. Trong đó, tiêm cho công nhân trong khu công nghiệp 146.396 liều, công nhân cụm công nghiệp 85.810 liều, Đối tượng theo nghị quyết 21 gạch chéo NQ gạch ngang CP 132.387 liều và người trên 65 tuổi trên, mắc bệnh mãn tính 3.729 liều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.